Hôm nay em rất vui khi mà ngồi vào vị trí này cùng với cả chị Tâm rất là xinh đẹp và chú Dũng thì lúc nào cũng đẹp. Chú Dũng nha. Nhắc lại cho anh Dũng nghe đi, cho anh Dũng sướng thêm một lần nữa đó em. Chị Tâm, chú Dũng. Đa phần anh rất là thích những cái bề trang phục nó có cái chất. Anh rất là thích cái áo của em, nó giống như cái áo gối nhà. Có thể cho chú mượn được ạ. Chú mặc vừa. Xanh đá nhỉ. Con nít nó thế.